Đại Bò Thanh Tính, em xin chào bà con cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay trại em về bò mới anh chị em ơi. Lên mới về cho nên em lên clip cho anh chị em xem nha. Nói chung là bữa nay về không có kịp nhiều anh chị em ơi. Về mới cũng mấy con thôi, ngày mai tiếp tục về trại nữa nha. Mời bò tiếp tục về trại nữa nha anh chị em. Thì lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời thăm các cô chú anh chị gần xa. Buổi chiều vui vẻ bên gia đình của mình nha. Sau đây em sẽ lên clip bò cho anh chị em tham khảo. Đây em sẽ quay từng con. Hôm nay em ở trại mình mới về được có 4 con à anh chị em ơi. Đây là 3B, 3B đen lịch nha anh chị em. Vọn bò nhưng mà quá pin nha anh chị em. Ăn uống cực kỳ giỏi luôn. Con bò này ăn, nước ăn là không thể chê được. Con bò này trạng tuổi nó là tầm 6 tháng rưỡi, 7 tháng nha anh chị em. Đó, nhưng mà nó lực lưỡng lắm nha anh chị em. Chiều cao nó tầm 1m đã 7 đô lại nha anh chị em. Đã 7 đô lại à. Thì 3B đen đang thui luôn nha anh chị em. Chân móng thì ok, hoàn thiện nha. Chân rất là đẹp nha anh chị em. Không có trầy xước tật lỗi gì, em sẽ bao nha. Bú khớp sẽ bao hoàn toàn nha anh chị em. Đằng đầu nó nè anh chị em thấy không? Đằng cổ ngay nha, cổ mà rất là gút, cổ ngắn nha anh chị em. Đằng dai là em sẽ bao luôn. Một gang tay nha anh chị em. Đằng dai là khỏi chê luôn đó. Còn dằn bao thì thôi khỏi nói rồi. Móng thì móng sò. 3B mà dằn móng thì khỏi hết ý luôn. Đó, đích anh chị em thấy không? Hết biết. Cái dòng F2 nha anh chị em, khéo đòn lắm, chân gói rất thẳng nha, không có cong cong nha, chân rất là thẳng. Dạng dai thì một ngang tay của mình không hết, lưng nè, ở sức cái lưng anh chị em thấy không, nói dạng dai nè, dạng dai là một ngang tay của mình nha. Thì sau đây em báo giá tại trường luôn nha anh chị em, con bò này chỉ có giá cho 16 triệu thôi nha anh chị em, 16 triệu giá tại trường nha anh chị em, 3B đen, trạng tuổi 6 tháng rưỡi, chiều cao là tầm 1m7 đổ lại nha anh chị em. Cực kỳ đòn dài luôn nha, biệt dặn mông mà khỏi chê luôn á, có đặc lắm anh chị em ơi. Mấy con như vậy nè, mà nó cỡ nào nó cũng không ngót bò hết, tại vì nó ăn rất là giỏi luôn nha anh chị em. Dòng F2 nha, con số 1 có giá là 16 triệu nha anh chị em, 16 triệu. Rồi kế tiếp nữa nè, mới xuống nè anh chị em, xe lòng mới về tới luôn, chui quậy dội chân móng luôn. 3B siêu xám thì con này là lớn tháng hơn nha anh chị em, trạng tuổi 7 tháng nha, chiều cao 1m1 bò rồi đó. Thì đòn cực kỳ dài hơn luôn, nói dòng siêu xám nha anh chị em, lông rất là sát, da mịn, da rất là mỏng luôn nha anh chị em. Thì nói chung hai con bò này là da mỏng không nha. Đó. Đó, đòn rất là dài luôn, trạng tuổi là 7 tháng, chiều cao là 1m1, nó mới về nó hơi lăn xăng anh chị em ơi. Đây em sẽ quay kỹ cho anh chị em xem nha, quay kỹ cho anh chị em xem rồi em sẽ báo giá tại trường luôn nha. Dặn mông thì khỏi chê à, đặc bò lắm anh chị em ơi. Dàn dai nè, dàn dai thì thở dai luôn nha anh chị em, dàn cổ ngay. Đó. Cái giá tại chuồng là chỉ là có 17 triệu nha anh chị em. 17 triệu giá tại chuồng nha anh chị em. Con 3B siêu xám số 2 là có giá 17 triệu. Tháng là 17 tháng, chiều cao là 1m1, trạng tuổi 7 tháng nha anh chị em. Chỉ có là 17 triệu. Với một cặp như thế này nè anh chị em, con 3B đen và con xám. Đó. Chỉ có giá là một con 16, một con 17. Là chỉ có 33 triệu rồi nha anh chị em. Một cặp như thế này nha anh chị em, chân móng hoàn thiện nha, chân gói rất là thẳng luôn. Em sẽ bao bú khớp là cục đuôi thòng vúng thì sẽ bao, trại sẽ bao hoàn toàn nha anh chị em. Rồi kế tiếp một cặp số 2 là con 3B F2. F2 nha anh chị em, dòng F2 thì con bò này có đẹp tính thôi anh chị em ơi, trạng tuổi 7 tháng rồi. Nhưng mà chủ nhà không có cho ăn thức ăn nhiều nè, nó đang rất lông á anh chị em, cực kỳ ăn uống rất là giỏi luôn nha. Chiều cao thì nó là 1m1 rồi nha anh chị em, trạng tuổi thì bà 7 tháng rồi. Cái dòng này nó ăn dữ lắm đó, ăn uống là khỏi chê luôn, nước ăn nó hào hoảnh nè chị em ơi. Thì em luôn báo giá luôn tại chuồng nè, chiều cao 1m1, trạng tuổi 7 tháng, có giá chỉ là 15 triệu rồi nha anh chị em. 15 triệu có giá chỉ là 15 triệu rồi nha anh chị em. Con 3B số 3 nè, dòng F2 nha, dòng cổ ngay nha anh chị em. Trạng tuổi 7 tháng, nó là 9 tháng nha. Mấy ông này biết rồi, hào hoảnh nắng lên là ông thiệt, nhưng mà ăn nước ăn thì khỏi chê luôn nè anh chị em. Màu lớn, móng sò nha anh chị em, móng rất là sát nè. Rồi sau cùng là con kem vàng nha anh chị em. Con kem vàng này trạng tuổi 6 tháng nha. Thì vàng dai, vàng mông thì thôi không có chê được rồi đó. Vàng dai bò mình là một gang tay luôn, thở dai nha anh chị em. Thật ra con bò nó gọn nhưng mà mẫu nó đặc lắm anh chị em ơi, ăn rất là giỏi nha. Bò này tầm 1m02 đổ lại nha anh chị em.
nó gọn bờ nha, nhưng mà nó đặt mỗi cái pin nha anh chị em, nó đặt bờ lắm. Mình không thể, mình không có chê được nha, nhìn cổ ngay nè. Nó chỉ có là 14 triệu thôi nha anh chị em, giá tay trường chỉ là có 14 triệu thôi. Thì trại của em là trại bò Thanh Tín, địa chỉ là ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Có số điện thoại là 0389 047 298 nha anh chị em. Bữa nay về mưa quá nên không có về kịp nhiều nha anh chị em. Ngày mai anh chị em gần xa có muốn lại trại xem thì xế xế thì chiều là có bò mới về tiếp nữa nha anh chị em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ trại bò Thanh Tín nha anh chị em. Và sau đây em xin chào ạ, và hẹn gặp lại cái video sau ạ. Cặp 3B này thật là VIP luôn nha anh chị em, có 33 triệu mà, cực kỳ pin đẹp nha, không có chê được chỗ nào, gọn bò nhưng mà quá đẹp. Rồi, sau đây em xin chào ạ, hẹn gặp lại cái video sau ạ.